Đây cá cóc hen các bạn. Bị của ai? Lấy bị tới không? Cao cao lên. Đây còn có cá cóc nào không? Đây người ta gọi là cá cày ha. Cá cóc là cái gì ạ? Cá cày. Địch lư. Bẻ phải ngạnh bộ. Ngạnh nó bự tay tôi sao bẻ? Đây không? Nó đây một con nữa nha. Cá cóc bây giờ cóc rồi. Ok bạn xuống đây. Bộ 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 sắc ngược lại á bộ. À, cá cóc mà nhỏ không à. À, đang xin cho kính chào quý cô bác anh chị và các bạn đã đến với video tiếp theo của Đan. Hôm nay Đan sẽ dẫn quay về một clip về vợ cá vợ chài ở miền Tây á quý vị, cho mọi người cùng xem. Này mấy anh em đang thủ thế cạnh này làm gì vậy? Đường cá chưa chân thủ vòng đường cá các bạn. Đây giờ có 5 anh em 6 anh em mình sẽ nay sẽ vợ đóng vợ đóng chài nè các bạn, ở ngay khúc sông này. Này trời đang buổi sáng các bạn, giờ này chừng 6 giờ. Trời ơi vậy đó chứ, câu ếch chụp ếch là cứng khừ luôn á chứ. Bỏ tó nhảy luôn chụp luôn. Đủ má. Ơi này này. Quay chụp luôn, có con giò một quay chụp luôn, đủ sợ thiệt. Mình sẽ quay đóng chài cho quý vị cùng xem nha. Đây nó từ cây trục này nè các bạn qua tới đây, anh em mình sẽ dở đóng chài trong đó ra và bắt cá đó. Mấy anh em mình đang nhớ cá vô đang chuẩn bị dở chài nha. Ô, con cá chậu bự lên, cá ngớp dữ lắm quý vị. Nên mình sẽ trùm lại cho mọi người cùng xem. Cá trong đống chài này rất là nhiều nha. Rồi mấy anh em mình bây giờ bắt đầu để xuống vỡ chài hen các bạn. Đi vỡ mẹ đi cho bữa đi chứ gì mình đủ đống khô rồi nha. Gắm chuồng như đây nè. Đi chuồng đó ba người bọc mày ở đây. Rồi. Đó, khúc giữa sao mình không dỡ lên. Đó, bây giờ anh em sẽ dỡ lưới lên hàng cả nhà. Nè qua đi chú qua. Có cột không? Cột không hả chết. 2 cột. Ờ cá mày Vinh nhảy ha. Giờ anh em mình căng lưới lên rồi bây giờ sẽ vô dở trà ra hen mọi người. Ồ, cục nó lặn ghê thiệt chứ. Thank you.
Rồi anh em mình sẽ đưa cái xuồng vô đặng gom lưới lên nha cả nhà. Vũ con cá mày vinh xuống nè anh trai. Xình quá. Có cá heo à, cá heo. Rồi về chặt hạ hạ đó chứ. Rồi vừa tới bò bến các bạn. Này đừng có cho bự nè các bạn. Rồi nhảy dữ lắm anh ăn. Không khó gì đâu. Bỏ vô mới được đặt ơi. Rồi anh em mình nôm tới đây ăn nha cả nhà. Mày dinh nhiều. Rồi quá thì xịn rồi các bạn ơi. Ở đây thì anh em ô nhiều quá. Ô con cá tóc. Từ từ đi hứa. Đứng lên. Dục ngoài sông luôn đi. Đây cá cóc nè các bạn. Lấy bị tới đó. Cào cào lên. Đây còn cá cóc nào không? Đây ta gọi là cá cày ha. Cá cày. Thịt lư. Bẻ phải ngạnh bộ. Ngạnh nó bự cái tay tôi sao bẻ. Đó đây còn nữa nha. Cá cóc bây giờ cóc rồi. Ok bẻ xuống đây. Xuống đây. Nhẹ nhàng nó cào. Vô sắp ngược lại á bộ. À, cá cóc mà nhỏ không à. Bỏ vô đó giọng đó đi. Ờ giọng đó 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 con nữa kìa. Dở anh cơ. Đâm hả vợ? Rồi. Bắt cá cha bỏ vô luôn đi bộ. Má ra ngoài vậy. Ừ,
Từ tao thấy đâu mà tao cái dây ơi. Bỏ bỏ. Lấy cái bọng bự vô. Chờ cá cóc kìa. Cá cóc bự kìa. Rồi cá cóc đã. Cá cóc nhiều quá ta. Ừ. Ôi. Ấm thì đủ mồi với tao chi rồi. Người ta cóc bành chi đó Hương. Không lấy cái bọc bự đâu à. Lấy bọc bự lên khăn, đụng mấy cái thớ lấy đi coi. Lấy cái bọc đấy. Cắt lát, cắt lát. Chị mà biết chung về biết không? Má mày im lên đây tôi làm kiện cơ. Cái mũi ra kìa. Cái mũi ra kìa. Cái bọc lên đây coi. Cắt bọc cắt bọc này. Lại cái mũi ra kìa. Đi đâu? Lửa ông nội bắt tí mẹ vô đi. Bỏ rác ra đi. Quá rác cả nhà. Đẩy bên đó qua đây nè, đầu nó chìm qua đó nó lấy hết trơn. Bắt luôn cá trong cỏ luôn. Nó đẩy qua đây, họ chìm qua đó. Ba ba chó trong cỏ kìa. Nó đẩy nó dọn qua đây. Dọn bệnh. Tôi đếm nè. Có gì đếm không? Tôi còn đếm nhọt xíu. Có giờ đếm nhọt xíu rồi. Qua bún con nè. Bắt bắt cái đó vô luôn đi. Tao lộ một ơi, tao để một tay cái nè. Cái nó nổ ngoài tao nè. Họ chìm ở đó á. Không có chìm đâu. Chìm đúng không? Chìm kìa. Tôi quay quay dịnh cho nó dịnh. Chìm đâu chìm. Chưa ấy đi. Bắt cá cha luôn đạt đạt ơi. Bắt bỏ vô luôn đi. À, anh em ơi. Đây mình anh em mình sẽ gom được số cá cóc nha các bạn. Số cá cha với mày Vinh. Cũng được mười mấy hai chục ký á. Xách xách lên đi ông ấy. Cái giờ không lại dục cái đứa đây. Rồi các bạn ơi, giờ mình lên nè. Được nhiêu cá thôi. Mày ơi. Trời ơi, lên lên đi rồi bắt. Rồi được số cá cóc. Ừ. Giữa trời đợt này mấy anh em cũng săn được số cá cóc được hơn cả nhà. Không có rồi. Đó, được năm sáu con cá cóc đây còn một giò nè lết không à mà xuống bắt cá cũng xa phố lắm này, lấy cái cóc lưỡi về Vinh ăn cá đó cá cái mè lưỡi đó ăn à rồi xong rồi chúng ta nữa bắt cái chốt thằng Thuận rồi. Đợi đi giờ hết đi được rồi. Cái lát nữa cho Thuận lát rồi. Rồi cả nhà ơi, anh em mình rửa trà xong rồi. Anh em bây giờ chắc trà lại ha. Chắc trà lại kiếm cá cho tháng 2 tháng sau anh em mình sẽ rửa cái đống trà này tiếp hơn các bạn. Đây mình cũng kết thúc video tại đây nha. Quý cô bác anh chị và các bạn. Mình sẽ kiếm những clip rồi hay hấp dẫn và gửi đến cho quý vị cùng xem nha. Nè anh em mình sẽ chắc đông trà này vô lại và kiếm cá cho đợt sau nha.